Hello, xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình về được một chiếc Omega mới 100% nữa. Và chiếc này thì là một dòng sản phẩm đời mới của Omega, đó là Omega Remaster. Chiếc này của mình thì được mua tại Nhật và nó có đầy đủ full 3 thẻ cũng như là bảo hành toàn cầu với date rất là mới, nó mới về vào ngày, như các bạn thấy ở đây, là 16 tháng 7 năm 2020. Và mã của chiếc này là 22010402003001 2003001 đó. Ở đây thì chúng ta sẽ còn một thẻ là Master Chronometer các bạn nhé, siêu chính xác, tức là chiếc này sẽ sử dụng máy 8800 trở lên đó. Và thẻ pictogram của chúng ta thì các bạn sẽ thấy ngay, đó là nó sử dụng Calibre là 8806 với rất là nhiều tính năng ở đằng sau, như là Master Chronometer này, chống nghiệm từ 15.000 Gauss này, sử dụng silicon SC14 này, coaxial escapement COSC, máy có cả cót tay chống nước 15 bar, và như các bạn thấy ở đây là 4 năm bảo hành toàn cầu. Tức là chiếc này của mình thì sẽ được bảo hành cho đến 2024 các bạn nhé, rất là lâu và rất là xa. Trước đây thì mình đã trên tay cho anh em một chiếc Remaster rồi. Tuy nhiên đó là phiên bản mặt đây ở màu gray, còn hôm nay thì mình sẽ trên tay cho anh em phiên bản mặt đây ở màu blue, một trong những cái màu mà vẫn gọi là đỉnh và hot nhất của đồng hồ đó. Các bạn thấy màu blue rất là đã. Dòng Remaster của Omega thì nó có cái size cực kỳ yêu. Size này thì sẽ là size mà gọi là dung hòa hai cái size của dòng Seamaster Aquaterra. Thì về bản chất là chiếc Remaster này thì nó được làm với cái thân với cả cái kết cấu khá là giống với dòng Seamaster Aquaterra. Tuy nhiên là với dòng Remaster này thì nó có những cái thiết kế đặc trưng của cái lấy cái cảm hứng từ cái đường sắt hơn. Ví dụ như ở đây các bạn có thể thấy là cái mặt dial nó được làm gân guốc hơn, với cái mặt dial là được trải tia phay xước đó. Và chúng ta sẽ có là cái vạch chia 60 phút này thì được làm thiết kế giống như những cái dòng Range Road đó, cho nên các bạn sẽ thấy là thiết kế của chiếc này khá là đẹp và nó gọi là rất là manly. Ngoài ra một cái điểm khác nữa so với dòng Seamaster Aquaterra đó là tất cả phần thân cũng như phần dây trên chiếc này thì nó đều được làm phay xước ở phía ngoài đó, cho nên là anh em nào mà không thích những cái mà vết xước dăm thì anh em nên chọn dòng Remaster này. Thì dòng này chúng ta sẽ hạn chế được xước dăm tối đa, với cái phần thân tất cả đều được đánh phay xước đó. Mặt dial của chúng ta thì chiếc đồng hồ này là theo như thông số là nó là size 40 các bạn nhé, một size rất là tuyệt vời. Và mình sẽ đo lại chi tiết cho anh em. Đây, anh em có thể thấy là nó là khoảng 39 mm. Còn nếu như phần thân ngoài này, các bạn nhìn này, cái phần thân ngoài thì nó sẽ lớn hơn cái phần bezel đó, cho nên nếu mà chúng ta đo chuẩn, chúng ta đo cái phần thân ngoài này của em nó, đó thì nó sẽ là 39 chấm, đây các bạn sẽ thấy khoảng là 40. Mình sẽ đo cái phần thân này cho anh em cùng view thấy. Đó, nó khoảng 40.3, 40.4. Thì với cái size này thì nó đa phần nó phù hợp với cả anh em châu Á và nó dung hòa được cả hai cái size của chúng ta. Lắc to lắc của nó thì sẽ vào khoảng 46.6, một thông số rất là tuyệt vời dành cho anh em tay bé. Với cái size như vậy thì tay anh em khoảng 15.5 là chúng ta đã đeo được chiếc Remaster này rồi. Và anh em sẽ loại bỏ được hai cái size của dòng Aquaterra, vì size 38.5 là khá bé, còn size 42 thì nó lại là khá lớn. Còn với chiếc này thì chúng ta sẽ dung hòa được hai size đó. Mặt dial của chúng ta được thiết kế cực kỳ chi tiết, vẫn theo phong cách của Omega, cái cách hoàn thiện của họ làm rất là tốt. Chúng ta sẽ có kính sapphire với lớp phủ chống lóa trong ngoài, khiến cho đồng hồ của chúng ta trong vắt và chúng ta có thể soi dial rất là tuyệt vời. Mặt đây là màu xanh, tuy nhiên nó có những cái vân phay xước này, các bạn thấy nó có cả những cái màu ghi xám nữa. Và cái màu ghi xám này còn được thể hiện màu hơi nâu một chút, màu xám nâu này của chúng ta còn được thể hiện ở bộ kim. Chúng ta sẽ có kim dây màu đó và dòng chữ Remaster ở góc 6 giờ màu đó. Đó. Phía dưới thì chúng ta thấy dòng chữ Swissmade và Coaxial Master Chronometer. Với dòng Remaster này, thiết kế đặc trưng của họ thì luôn luôn là những cái, như các bạn thấy ở đây là những cái cọc số của chúng ta được làm theo dạng nanh máu đó, và chúng ta sẽ có thêm những cái cọc Arabic là 36912 ở trong kia. Một lát nữa thì mình sẽ test cái dạng quang cho anh em xem. Bộ kim của chiếc này thì bao gồm kim giờ và kim phút, thì nó cũng được thiết kế theo dạng cái phần thân này, nó được làm phay xước rất là đẹp đó. Các bạn nhìn này, với chiếc đồng hồ này thì mình nghĩ là ở góc nào thì cũng sẽ rất là tuyệt vời.
Mình sẽ test qua cái dạ quang để cho anh em cùng view cái dạ quang của dòng Raymaster này. Nó cũng rất là đã các bạn nhé, vì các bạn nhìn thấy là cái cọc vạch đó của chúng ta thì rất là lớn, và cái dạ quang của nó thì nó sẽ hấp thụ rất là tuyệt vời. Rồi, chiếc này thì chúng ta sẽ có dạ quang màu xanh lam, và như các bạn thấy này, tất cả 12 cọc số đều rất là cân đối và đẹp. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có là bộ ba kim của chúng ta thì đều có dạ quang. Chiếc Omega Remaster này sử dụng máy 8806 thì nó không có date. Thì với cái không có date đó thì những cái cọc số của chúng ta được làm cân đối một cách tối đa, và khi mà các bạn xem dạ quang nó, chúng ta sẽ thấy ngay nó cân đối cực kỳ, nó không mất khoảng không cho cái ô lịch. Và đây là chiếc đồng hồ dành cho những người mà lười chỉnh lịch và có thể đeo, gọi chúng tôi gọi nôm na đùa vui là đây là một chiếc đồng hồ lịch vạn niên, thì không chúng ta không phải lúc nào các cái tháng 30 31 ngày chúng ta đều không phải chỉnh lịch với chiếc đồng hồ này. Ở phía bên phải thì chúng ta sẽ có một cái núm chính, và núm này là núm scale down. Còn ở đằng sau thì chúng ta sẽ thấy là cái đáy của nó là có cái biểu tượng Rainmaster ở đây đó, và với những cái thông số đằng sau như là anti-magnetic này, chống nhiễm từ 15.000 Gauss, 150 m chống nước. Và đây là chúng ta sẽ có cái đáy dạng Nelock, vì cái đáy này thì nó sẽ theo cái áp lực đeo, nó sẽ tự khóa cái này vào đó. Và đây là một cái đáy khá là thông minh, các bạn có thể search cái thông tin này để trên Google để chúng ta tìm hiểu thêm đó. Về đáy của dòng Raymaster này thì họ sẽ làm đặc trưng như vậy, và họ không làm đáy hở. Bộ máy 8806 của chúng ta thì cũng sẽ có thời gian tích cót khoảng tầm 60 giờ tích cót với 25.200 tần số động đó. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái tag đi kèm với thông tin giống hệt như trên cái thẻ pictogram của chúng ta. Đây là một chiếc mới 100% cho nên là dây của nó còn nguyên sim các bạn nhé, và mình sẽ không bóc cái sim này ra. Khóa của nó thì cũng giống như dòng sim Master Aquaterra thôi, nó sẽ là khóa gập hai bên, với bên này các bạn gập vào, và sau khi gập vào thì các bạn sẽ có cái logo Omega phía trên đó. Chiếc này lên tay cũng rất là dễ dàng, như mình nói tay các bạn chỉ cần khoảng 15.5 để lên tay chiếc này đó. Và khi lên tay thì đây là một chiếc đồng hồ rất là mạnh mẽ và nam tính tuyệt vời đó. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video, và nếu như anh em muốn mua chiếc đồng hồ này thì bên mình đang bán với giá là 89 triệu. So với cái giá của hãng nó vào khoảng tầm 140-150 thì bên mình đang bán với giá là 89 triệu với chính sách bảo hành giống như của hãng các bạn nhé. Cảm ơn anh rất là nhiều đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.